Hi, chào mừng cả nhà đã đến với cái video tiếp theo của KK Food nha. Thì các bạn thấy trên bàn thấy có một cái gì không đúng không ạ? Thì mọi người sẽ nghĩ hôm nay sẽ ăn món gì đây? Hôm nay mình ăn món ăn vặt nha. Ăn chơi nha cả nhà. Đây, một món ăn cũng rất là quen thuộc. Khô bò nha cả nhà. Rồi kèm theo đó là khô heo chế tỏi nữa. À, nguyên bộ combo 3 món luôn. Khô gà lá chanh luôn. À, giờ mình ăn khô gà trước nha cả nhà. Thì lâu lâu mình sẽ đổi khẩu vị, đổi món nha. Thì mấy hôm mình ăn mấy món chính đó. Thì hôm nay ăn gọi là ăn chơi đi, ăn vặt cũng còn nguyên siêu nha, đặt mua cũng được, giao được 2 hôm mà, để ăn thử cảm nhận đánh giá. Thì món này thì cũng rất là nhiều người cũng đã ăn rồi, nhưng mà trên kênh mình thì chưa có dùng nên mình mua rồi mình ăn thử. Là đây khô gà lá chanh nha. À, đổ ra dĩa các. Thử cũng rất là thơm nha cả nhà. Và cả nhà hãy dùng khô lá chanh với lại ca cà phút nha. Ăn vô nó cũng ngọt cái vị ấy cả nhà. À, này mình có thể ăn chung với cơm được mà, món tráng miệng mà, là món ăn chơi rồi mình cứ ăn thôi, buồn mình ăn nè, vui mình cũng ăn luôn. Nó kẹp cái bánh mì ăn thì cũng ngon luôn. Sợi gà thì họ xé cũng tương đối có miếng mỏng nè, miếng dày. Nhai mềm mềm này, chắc gà công nghiệp chắc luôn. Ngon nha cả nhà. Đây nó sẽ có ớt trái nè, có ớt trái nằm phía dưới luôn. Này có cái bịch chống ẩm, hút ẩm, mình có thể ăn trong thời gian dài. Cái này đã sử dụng là khoảng nửa năm rồi cả nhà. Mình cứ nhâm nhi, mình thư giãn mình ăn thôi. Bây giờ mình lên lô mới nha cả nhà. Gà rồi giờ heo đi. Đây, món thứ hai. Khô gà heo chế tỏi nha.
ăn cảm nhận coi như thế nào, cũng hợp, cũng còn nguyên siêu luôn. Trái tỏi thơm nức mùi tỏi. Lấy miếng à, để mình ăn đánh giá thử lại lại đây nha cả nhà. Cháy tỏi cho nên cái màu của nó cũng hơi ngả màu tí xíu nè, chứ không phải là thịt heo mà mình luộc thì nó màu khác. Để thêm mấy miếng tỏi nữa. Mà cả nhà dùng tiếp món thứ hai nha, giống như đi ăn nhà hàng sao đẩy từng món lên. Tỏi chiên họ cháy tỏi lên thì nó giòn nha cả nhà ơi, ăn rất là giòn. Qua heo thì nó cũng dai dai nè, dai ăn khô gà một tí. Chắc heo thả vườn hay sao. Heo nằm rất là thảnh thơi nha, rất là relax. Thơm nè. Hương vị ngon xuống họng luôn. Em ăn mấy món vặt này là em phải uống miếng nước trà đá rồi cả nhà. Đấy á, em dưới thầm á. Đợt trước thì mình có ăn món mật á, một chiếc món cái ớt khổng lồ á. Cả nhà chưa xem thì vào xem ủng hộ mình nha. Mình để cái đường link phía trên. Thơm ngon dai hả. Tỏi thì họ cháy lên nó giòn giòn. Dài. Tiểu nhị lên món cuối luôn nha. Rồi em lên món cuối luôn. Sao giống review bán hàng quá ha. Nãy này cũng là đang review nha cả nhà, review về món ăn. Đây kho bò nha, em khui siêu luôn, khui siêu hàng chứ không phải khui siêu iPhone nha. Dạ đây kho bò, kho bò thì nó màu đỏ luôn y như thịt bò luôn. Thì mỗi hũ thì đều có cái bịch hút ẩm. Này, kho bò. Không, không mùi xả rồi. Ngồi the the có ớt nữa. Bò thì nó dễ dài, nhưng mà so với thịt heo nãy thì nó cũng đỡ hơn, chung nó nằm ở cái khung giữa của khô gà với lại khô heo. Ớt cũng không cay lắm nha cả nhà, the the hơn, cũng như món khô gà.
thì khô bò á, thì ngoài cái hương vị bò ra thì nó cũng gọi là hay dai dai nè, dai cũng một ít thôi nha cả nhà, cũng không gọi dai lắm, cũng ăn thơm ngon. Còn khô heo thì cháy tỏi nữa, cho nên mình ăn cái vị tỏi của nó cũng giòn nè. Rồi nguyên về cái khô heo á thì ăn nó hơi dai dai một chút. Chung thì ăn cũng là ngon thơm luôn. Rồi cuối cùng là cái phần khô gà này đó, thì tại nó có gà lá chanh á, nó thêm ớt nữa. À, thì những cái hộp này là khoảng hộp này là 300 gram nha cả nhà. Những cái mẫu mã hình ảnh thì cũng rất là đẹp ha. Quay về với khô gà này thì có mùi lá chanh, nó ớt á, thì nó ăn nó cũng ngon. Thì nói chung thì ba ba vị á, thì nó sẽ có mỗi cái hương vị khác nhau, thì cả nhà thích yêu loại nào thì mình cứ mua về mình dùng thử nha. Còn mình thì món nào mình cũng quất rồi, vì mình mới ăn xong luôn mà. Nếu cả nhà mình thấy mình ăn ngon nè và ủng hộ mình thì đừng ngại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ để ra tiếp những video sau để cả nhà vào cùng theo dõi nha. Còn bây giờ thì cho phép mình nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye.